Bác nhá, hôm nay em lại có 4 con quạt đấy, bán cho các bác. Hai con của Sanyo nhá, đủ số đấy, gãy cổ, con còn cổ. Nói chung em bán là bán không có bao gãy cổ cái kia nhá, em chỉ bao là cái motor nó còn chạy thôi. Đấy, hết vị các bác nhá. Đấy, bộ số này, con Nati này, đấy, còn con Mitsu. Mitsu thì nó còn bộ số mất rồi, đấy, mất bộ số rồi các bác nhá. Đấy, tụ tiếc thì còn, đấy, động cơ đây, đó. Cổ con Mitsu vẫn còn luôn. Nói chung là em bán không có bao cổ cánh các bác nhá. Không có cổ cánh, chỉ có chân trụ như vậy thôi. Các bác cảm thấy hợp thì mua. Đấy, ok này. Đấy, ba này. Ba hết cỡ này. Đấy. Nhiều lúc cần cũng có đâu nha các bác nhá. Con này còn chạy các bác nhá, yên tâm. Để mà cắm dây điện lại cho các bác. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Nó chạy chưa? Đó, tại vì nó không có ổ cắm ấy. Đấy. Quay kiết luôn này. Đó. Rồi tiếp theo con Nati nhá. Đó, thấy đang chạy không? Tại vì là dây điện nó cắt hết rồi, em dùi tạm vào đấy thôi. Đó. Còn con Mitsu này thì tình trạng như vậy các bác nhá. 4 con 1 triệu các bác nhá. 250 một con. Bác nào cảm thấy hợp thì mua. Không hợp thì các bác cứ xem cho ok thôi. Đấy. Có nhiều bác bảo bán sao ở nhà có xong ấy mà xài. Quạt nó có hư đâu mà thay anh nhá. À, em mua về mục đích nói chung là bán cho các bác nhiều khi cần tới những cái thứ mà không thể nào nó mua được, nó không phải là đơn giản đâu. Đồ Nhật thì được cái là mua về cùng hãng cùng chiếc thì nó có thể sang xé cho nhau đấy. Chứ cái quạt này nó bác cái củ motor mà ở đây nó bác củ motor đều đều thôi là 80.000 đấy, củ nó gọi là bằng đồng 150 nhá, không có đồng đâu các bác ạ, 150 không có, chưa có đồng đâu đấy. Tại sao nó có những cái quạt mấy triệu bạc, 2-3 triệu một cái quạt, mà tại sao có cái quạt có 400-500, lấy đâu ra củ đồng. Còn lâu các bác nhá, cứ ngồi đó mà mơ tưởng các bác ạ. Đấy, có những bác cứ bình luận như vậy là em nói cho các bác đó biết đấy nhá. Đấy, còn đây là củ bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, với giá 250 thì các bác mua ở đâu được. Đấy. Ok, thank you các bác nhá, 4 con 1 triệu, bán cả 4 con, giá không mua một visit các bác nhá. Bác nào quen thì em sẽ gửi, không quen thì các bác phải chuyển khoản em mới gửi hàng nhá. Đấy là cái hàng thanh lý. Các bác thông cảm cho em nhé. Thank you các bác.